Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Trong tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây pa 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 tang da 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 tang da 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 tang pa pa da da tang. Chào Hà Minh, chào mừng em đến với buổi phỏng vấn của Sao Ta trong chuyên mục Idol Talk hôm nay. Hiện tại Hà Minh đã vào top 5 chung kết của chương trình Việt Nam Idol. Cảm giác của em lúc này như thế nào? Cảm giác của em rất là vui và bất ngờ. Bởi vì là như mọi người thấy thì ngay từ live show đầu tiên là Hà Minh đã có một phần trình diễn không được tốt đẹp lắm. Và cũng nhận được khá là nhiều lời góp ý từ mọi người về lẫn cả trang phục này, lẫn về phần chọn bài hát nữa. Thì lúc đó là Hà Minh cũng đã cảm thấy là chẳng may liệu mình có phải về từ ngay từ live show 1 không. Tức là qua từng vòng như thế và bây giờ mình đang có mặt ở đây thì cảm thấy là mình đã vượt qua quá là nhiều thứ. Và cảm thấy là tự cảm thấy biết ơn bản thân vì đã cố gắng để được vào được top 5. Từ đầu chương trình đến giờ Hà Minh luôn là thí sinh nhận được cái sự tán thưởng và kỳ vọng rất lớn từ khán giả. Cái màu sắc âm nhạc, cái chất giọng của Hà Minh trong các vòng thi luôn luôn để lại những cái dấu ấn rất là lớn trong lòng mọi người. Và mọi người đặt cái sự kỳ vọng rất là lớn vào em. Nhưng mà điều đó liệu nó có gây lên một cái áp lực nhất định lên chính bản thân em trong những cái phần thi của mình không? Chắc chắn là có. Mỗi như mọi người biết là từng vòng là có chủ đề của nó. Thì qua từng vòng là em sẽ phải show được là vòng này tôi có thể làm được những gì chẳng hạn. Thì mình show ra từng khía cạnh của con người này, tính cách, cá tính trong âm nhạc. Tức là mình show từ từ ra để, bởi vì thật sự là hai vòng đầu tiên thì mọi người đã quen với hình ảnh là Hà Minh hát một cách rất là chill này. Và mọi người, em thấy mọi người khá là thích cái phong cách đó của em. Nhưng dần dần về sau thì em cảm thấy là như thế là chưa đủ. Và em cũng cảm thấy được là mọi người đang mong chờ một Hà Minh có thể là phải bứt phá hơn. Là lý do vì sao những vòng sau thì em có chọn những bài sôi động để thể hiện bản thân mình. Với cái cường độ cực kỳ áp lực trong cuộc thi giống như Việt Nam Idol thì có cái khoảnh khắc nào hay một cái đêm thi nào, một cái vòng live nào mà bản thân Hà Minh cảm thấy mình bị loay hoay, mệt và cảm thấy là không biết làm gì? Có cái khoảnh khắc đó xảy ra với em trong suốt quá trình tham gia chương trình không? Dạ có chứ ạ. Nhưng mà em cố gắng để cho nó nên xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Ví dụ như là hôm nay không hát được chẳng hạn, tự nhiên giọng bị khàn thì ok, bây giờ phải tìm cách khắc phục ngay lập tức và ngày mai lại vào guồng lại. Tức là khi mà có một cái cảm xúc tiêu cực hoặc là một cái chuyện không được tích cực xảy đến thì em luôn cố gắng tìm cách để khắc phục nhanh nhất có thể. Bởi vì hiện tại em nhận thức được là mình đang ở trong một cái đường đua và cơ hội thì không chờ đợi một ai cả. Thì mình phải luôn giữ được một cái độ tỉnh táo và mình luôn phải tập trung vào những cái việc mà mình đang làm. Nếu có điều gì dễ dàng gây tác động đến mặt tâm lý của em, khiến cho em xuống tinh thần, thì điều đó là gì? Em nghĩ là chỉ có thể là gia đình thôi. Là những người gần em nhất. Trong top 5 của chương trình Việt Nam Idol, bản thân em nhận định đối thủ nào là đáng gờm nhất? Để mà nói thì em không coi ai là đối thủ cả. Em, chính bản thân em là đối thủ của em. Bởi vì em cảm thấy là em cũng đang rất rất tự làm khó bản thân mình từ đầu chương trình đến giờ. Tức là mình làm những cái việc mà từ trước giờ mình chưa dám làm. Mình dám nhảy này, mình dám mặc theo những cái style mà mình thích chẳng hạn. Thì em cảm thấy là ok, bây giờ mỗi lần mà mình nhìn vào gương ấy thì cái người mà mình đang đối diện mới chính là kẻ thù của mình.
Em thấy kẻ thù lớn nhất của chính của bản thân là chính bản thân mình luôn. Chị nghĩ cái việc dám là chính mình đó, thể hiện cái điều mình nghĩ, cái điều mình muốn, nó đòi hỏi ở mỗi cá nhân một cái sự dũng cảm rất là lớn. Tại vì khi mà mình dám làm chính mình đó, cái sự là chính mình đó đôi khi nó cũng chưa có toàn vẹn đâu. Nó có thể có những cái vết rạn, nó có thể có những cái điều bất toàn. Và mình hẳn nhiên là mình phải đối diện với cái sự khen chê, cái sự bình luận, yêu ghét, tốt xấu khác nhau từ rất là nhiều những cái ý kiến của những người bên ngoài. Và khi mình là chính mình á, là mình phải xác lập tư tưởng là mình phải đối diện với những điều đó. Bản thân em khi đối diện với điều đó thì em lựa chọn tâm thế như thế nào? Em chọn cách là mình vừa lắng nghe và mình vừa giữ quan điểm. Tức là nó rất là khó để có thể thực hiện được, nhưng mà bởi vì hiện tại đang là ở trong cuộc thi nên là nó sẽ có những cái quy tắc, có những cái khuôn khổ riêng của nó. Thì em sẽ chọn cách là em vẫn lắng nghe ý kiến của khán giả, của mọi người góp ý. Và đồng thời là em sẽ tìm cách là làm thế nào để mình có thể vừa đan xen những cái sở thích, những cái cá tính của mình vào trong đó. Lời khen nào từ phía ban giám khảo khiến cho em vực dậy, khiến cho em cảm thấy tự tin hơn mỗi khi mà mình trùng lòng và mình tự hoài nghi chính mình? Có lẽ là lời nói của cô Mỹ Tâm. Cô có khen phần trình diễn bài hát Vì Em Đã Quá Yêu Anh. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Thật ra lúc đấy là vòng, có thể nói là Hà Minh tự tin nói luôn là đấy là vòng live show mà Hà Minh run nhất. Bởi vì là thứ nhất là hai bài của cô Tâm, và mình phải vừa kết hợp là mình trình diễn nữa, và mình cũng phải đem đến một cái không khí mới, một cái năng lượng mới, mà trong khi thì đó là bài hát của cô Tâm, và cô Tâm là đã quá là nhiều fan rồi, fan đồng cô Tâm rất là đông. Và ý là liệu mọi người có thích cái phiên bản mà Hà Minh mang đến không, thì lúc đấy là tâm lý trước lúc mà bước ra sân khấu là run, hồi hộp, tay run cầm cập luôn, đến mức là quên hết lời. Lúc mà chuẩn bị bước từ cánh gà ra khỏi sân khấu một cái là lời bay hết luôn, là tự nhiên đến mức đấy luôn, run đến mức đấy là coi như là bay hết luôn, bởi vì quá là run. Nên là hôm đấy là nói thật ra là đối với Hà Minh thì Hà Minh không được Hà Minh không có quá là hài lòng với phần trình diễn ngày hôm đó, bởi vì là Hà Minh đã có quên lời. Yes, nhưng mà và một phần là quá là run, bởi vì là hôm đấy mọi người hô rất là to, không nghĩ là mọi người hô hào to đến mức đấy và kiểu bị hơi giật mình một chút ấy. Nhưng may mà lúc đấy là vẫn tập trung vào bài thi, vẫn là kiểu không bị là mọi người làm phân tâm, là vẫn giữ được một chút bình tĩnh tiếp tục trình diễn. Đó. Hà Minh có thể chia sẻ với tất cả khán giả định hướng âm nhạc của mình sau khi chương trình khép lại, cụ thể đó sẽ là những cái hoạt động gì không? Cái dòng nhạc mà Hà Minh muốn theo đuổi thì mình nghĩ là sẽ hơi cánh ngang em một chút thôi, bởi vì cái dòng nhạc mà mình thích là R&B soul. Và Hà Minh cũng muốn được thử làm mới nó, chứ không có nghĩa là cứ R&B là sẽ là R&B thuần hoặc là soul thuần giống như kiểu bên US UK, bởi vì ở bên đó thì nó khá là kén người nghe. Thì khi mà Hà Minh, cái dòng nhạc mà Hà Minh muốn theo đuổi ấy, Hà Minh sẽ cố gắng làm thế nào để mọi người vừa có thể nghe để thưởng thức này, mọi người vừa có thể nghe để nghe được cái, giọng hát của Hà Minh ấy, là có thể nói là về cái technique, về cái những cái kỹ thuật ở trong thanh nhạc. Tức là Hà Minh sẽ cố gắng làm sao để có thể cân bằng được hai cái đó. Thí sinh mà Hà Minh thân thiết nhất trong chương trình là ai? Câu này khó nữa, bởi vì Hà Minh là một kiểu là đối với từng bạn ấy là Hà Minh có cái cách connect khác nhau. Ví dụ là nhiều người mình chỉ hợp để đi chơi này, nhiều người mình hợp để làm việc. Nhưng mà nhiều người là mình hợp để đi chơi nhưng mà lại không hợp để làm việc. Đó thì tức là khó nói quá. Có nghĩa là yêu mọi người một cách chân thành nhưng mà mỗi người thì lại yêu một kiểu khác nhau. Đúng rồi. Yêu tất cả.
yêu tất cả mọi người. Bởi vì tính của mọi người rất hay, ai cũng có cái hay trong tính của mỗi người. Có thể là thông qua buổi phỏng vấn này thì mọi người sẽ càng hiểu rõ hơn vì sao khán giả dành rất là nhiều thiện cảm và tình yêu dành cho Hà Minh. Chị nghĩ là vì ngoài tài năng ra, chính vì cái sự đáng yêu và chân thành của em, chị nghĩ đây là một cái khoảnh khắc rất là phù hợp để Hà Minh có thể gửi lời cảm ơn đối với những khán giả đã đồng hành và yêu thương mình trong suốt hành trình vừa qua. Xin chào mọi người, là Hà Minh đây. Mình đến từ Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Và tuần này là chung kết của Việt Nam Idol rồi. Hà Minh rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ, theo dõi và bình chọn cho Hà Minh từ đầu chương trình tới giờ. Và Hà Minh cảm thấy rất là biết ơn khi luôn nhận được những lời góp ý, nhận xét, những lời động viên từ mọi người. Và mọi người đừng quên hãy bình chọn cho Hà Minh ở trong vòng chung kết của Việt Nam Idol nhé. Thứ bảy tuần này là đêm cuối cùng của chương trình Việt Nam Idol rồi. Đi qua một hành trình rất là dài, hơn 4 tháng, với biết bao nhiêu buồn vui, những cái thử thách, cũng như được trải nghiệm những cái khoảnh khắc mà chị nghĩ là không bao giờ quay lại lần nữa trong đời đâu. Thì cảm giác của Hà Minh như thế nào? Chắc chắn là sẽ rất là hụt hẫng ạ. Bởi vì đến tầm live show 2, live show 3 là Hà Minh đã có cảm giác đó rồi. Tức là mình nghĩ là mình bị nghĩ đến cái lúc mà chương trình kết thúc ấy, là cuộc sống của mình sẽ như thế nào này. Rồi mình, tức là như kiểu em bị đặt bản thân em vào trong tương lai luôn ấy. Là lúc đó là chương trình đang kết thúc rồi và mình đang ngồi mình nghĩ lại những cái thời gian mình ở trong chương trình, mình được đi tập hàng ngày. Mặc dù lịch trình rất là dày đặc nhưng mà cảm giác rất là vui, bởi vì mình được bận rộn với cái việc mà mình đam mê ấy. Thì cái việc đấy nó rất là hạnh phúc. Khi mà mình thích một điều và mình được làm nó liên tục và không ngừng nghỉ như thế, mặc dù rất là stress luôn, không thể nói là không stress được, nhưng mà rất rất là vui và cảm thấy là cái năng suất hoạt động và tất cả những cái mà mình có thể nghĩ, những cái mà trước giờ mình dám nghĩ mà mình không dám làm này, thì bây giờ mình không có cơ hội, mình không có thời gian để mình nghĩ nữa thì mình phải làm luôn. Thì trong thời gian qua là nó như vậy. Thì em cảm thấy đấy là một trải nghiệm rất rất là vui. Và nó đúng là nó rất là mạo hiểm, nhưng mà rất là may mắn là mình đã dám làm nó. Bởi vì cái duy nhất, bởi vì sao dám làm, bởi vì là mình không có thời gian để nghĩ nữa, chỉ có đúng một tuần để chuẩn bị cho từng live show thôi. Thì lúc đó là bao nhiêu chất xám này, tư duy này, sức lực là đổ vào hết luôn trong qua từng tuần một. Cũng giống như bao cuộc thi khác thì chương trình Việt Nam Idol năm 2023 sẽ khép lại. Và số phận của top 5 cũng như tất cả những thí sinh tham dự chương trình này, sau khi chương trình kết thúc, mỗi người sẽ có những cái con đường và ngã rẽ riêng của mình. Nhưng mà chị mong rằng dù cái cuộc thi này, cái hành trình này có đưa Hà Minh đi đến đâu hay trở thành ai đi chăng nữa, thì khi nhắc về chương trình Việt Nam Idol năm 2023, mọi người sẽ luôn nhớ về một Hà Minh năm 20 tuổi, tràn đầy niềm đam mê cho âm nhạc. Sự hồn nhiên và thánh thiện của em sẽ ở lại mãi trong tim của mọi người. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn chị.